Chào thầy và các bạn. Hôm nay nhóm 1 sẽ tiến hành 4 bài, đó là trải đĩa, tiêu bản phòng ẩm, nhuộm RAM và tiêu bản giọt gel. Trước tiên, ta cần phải tiệt trùng các dụng cụ và môi trường trước khi sử dụng. Ta vô bài quy trình trải đĩa. Dùng bi bếp vô trùng, chuyển đổi dung dịch vi khuẩn vào ống Ambilight. Sau đó, thực hiện thao tác trong điều kiện vô trùng. Khi mở giấy báo ra, ta thấy đĩa Petri còn rất nhiều nước. Ta cần phải hơ khô đĩa Petri trước ngọn lửa đèn cồn. Đĩa Petri sau khi đã được hơ khô cần ghi nhãn lên phần đáy của đĩa thạch. Môi trường thạch sau khi đã đun chảy, mở nút bông và hơi nhẹ miệng bình tam giác. Sau đó tiến hành đổ môi trường vào đĩa Petri. Lưu ý là cần cẩn thận giữ nắp hộp Petri và miệng bình tam giác khi tiến hành đổ. Sau khi đổ xong thì để yên vài phút cho môi trường đặc lại hoàn toàn. Dùng pipette cho 0,1 ml dung dịch vi khuẩn vào chính giữa đĩa thạch. Nhúng que thủy tinh hình L vào một cốc chứa ethanol, sau đó gõ nhẹ vào thành cốc để loại bớt ethanol thừa. Rồi đưa que thủy tinh gần ngọn lửa đèn ethanol để làm bốc cháy. Làm nguội bằng cách chạm vào phần nắp bên trong đĩa thạch. Rồi tiến hành trải mẫu vi khuẩn sao cho mẫu dàn đều khắp bề mặt bên trong môi trường thạch. Tiếp tục nhúng que thủy tinh vào ethanol, gõ nhẹ vào cốc và đốt cháy que thủy tinh. Ta lặp lại thao tác với các đĩa thạch kế tiếp. Rồi tiến hành gói giấy báo các đĩa thạch lại. Rồi ghi nhãn lên bề mặt của giấy báo. Ta tiến hành nuôi cấy trong tổ ủ vi sinh với nhiệt độ và thời gian phù hợp và đây là thành quả trải đĩa của nhóm. Đầu tiên, dùng que cấy vô trùng cho nấm mốc đã được bẫy vào một lượng vừa đủ nước cất đã được tiệt trùng. Sau đó, ngâm viên kính hình chữ nhật và hình vuông trong ethanol 80% trong tối thiểu 15 phút. Cho một lượng vừa đủ kháng sinh vào môi trường M5 có agar.
Sau đó lắc đều để kháng sinh được tan hết. Dùng micropipette để chuyển dung dịch huyền phù nấm mốc và môi trường M5 vừa được chuẩn bị. Dùng kẹp để hơ bề mặt các phiến kính lên ngọn lửa để vô trùng. Dùng paraffin làm thành hai đường kẻ ngang phiến kính hình chữ nhật, sao cho bề mặt phiến kính hình vuông cách bề mặt phiến kính hình chữ nhật 1 mm. Tiếp tục hơ phiến kính hình vuông lên ngọn lửa để vô trùng. Nhanh chóng chuyển hỗn hợp vào khoảng giữa hai phiến kính, sao cho chiếm khoảng một nửa khoảng trống giữa hai phiến kính.
Các bước này phải tiến hành thật nhanh trước khi môi trường đông đặc lại. Cho một ít giấy báo và vào đĩa Petri, sau đó cho một vài que tăm lên phần giấy thấm và đặt các viên kính đã được chuẩn bị vào các que tăm. Sau đó gói lại bằng giấy báo và ủ ở nhiệt độ phòng từ 2 đến 4 ngày và quan sát dưới kính hiển vi. Tiếp theo là bài quy trình nhuộm ram. Chúng ta thực hiện thao tác vô trùng bằng cách đưa que kế vòng đốt nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Sau đó, chỉ một hoặc hai vòng kế vi khuẩn vào giữa viên kính hình chữ nhật và trải đều. Rồi tiếp tục đưa que kế vòng đốt nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Tiến hành cố định vi khuẩn bằng cách hơ viên kính qua lại trên ngọn lửa. Sau khi đã chuẩn bị vết bôi và cố định vi sinh vật, dùng dung dịch Crystal Violet phủ lên vết bôi và để yên trong vòng 1 phút. Sau đó, để nghiêng viên kính 45 độ, rồi dưới vòi nước cho trôi hết phần thuốc nhuộm dư. Tiếp tục phủ lên vết bôi dung dịch iốt và để yên cho vòng 1 phút. Để nghiêng viên kính 45 độ, tạ màu bằng dung dịch alcohol 95% cho đến khi giọt cuối cùng chảy ra khỏi viên kính không còn màu. Ngay lập tức, rửa viên kính dưới vòi nước. Phủ lên vết bôi dung dịch Saranin, để yên cho vòng 1 phút. Rồi rửa dưới vòi nước, cho trôi hết phần thuốc nhuộm dư. Sau đó, thấm nhẹ bằng giấy thấm rồi hơ khô viên kính trước khi quan sát dưới kính hiển vi. Sử dụng dầu soi kính và bật kính dầu để quan sát. Dùng que tăm vẽ một vòng tròn nhỏ bằng Vaseline xung quanh chỗ lõm của viên kính. Lưu ý là không nên dùng nhiều Vaseline. Sau khi lắc thật kỹ dung dịch huyền phù vi sinh vật, dùng que kế vòng đã được vô trùng đặt một giọt dung dịch huyền phù này lên giữa viên kính hình vuông. Đưa viên kính hình chữ nhật úp lên viên kính hình vuông, sao cho chỗ lõm của viên kính hướng xuống dưới và giọt huyền phù vi sinh vật nằm lọt vào chỗ lõm.